Thì làm để làm một bức tranh này thì mất khoảng bao lâu ạ? Cỡ khoảng tháng hồ, từ giai đoạn mình nhặt đá tới giả đá. Trong các nhìn rất là nhiều giai đoạn, mình một tháng mới hoàn thành được một bức tranh. Dạ. Vậy làm sao mà anh học cách làm cái này ạ? Dạ có, thầy chỉ. Của cái công ty này. Dạ. Vậy là anh làm cái này bao thường xuyên không? Là bao lâu rồi? Dạ. Có hay làm cái này không? Dạ, ngày nào cũng làm. Ngày nào cũng làm? Dạ. Vậy là bán ở đâu đó mà không có triển lãm này thì là... Dạ, công ty trên đá quý, dạ, nằm trên quý tập lập hả chị?